hôm nay thì chị Panda đi mai được nhiều đồ quá các bạn ơi. Giờ bây giờ chị Panda đi về thôi. Về nhà cũng buồn chán quá. Ơ mèo hôm nay ở chung với hốt rồi không có ai chơi với chị Panda à. Về nhà cũng buồn thấy bà luôn. Trời ơi. Oh my god. Cái gì vậy? Âm thanh. Chị Panda. Cái gì vậy mèo? Giơ tay lên. Không là kiếm á. Người quay hành tên. Sải sao ta? Em giới thiệu cho chị Panda xem cái này nè. Đó, em bị tụt skin rồi nên em phải thấy là em chơi bộ giáp này. Em như đồ có dính vô bộ giáp đúng rồi. Hút bỏ bộ giáp ra cục đồ vậy đó. Ừ đúng rồi. Nè chị Panda coi nè, đó cái này là cái xe nè. Cái xe? Ừ coi nè. Đâu, làm thử. Sao nhìn nó lộn cái xe vậy? Thử hả? Thì hiển nhiên là cái bộ này phải lùm rồi. Chứ nó khéo đi đâu ta. Thấy đẹp không? Coi nè nha. Ôi, hình như xe đẹp quá. Ôi xin giới thiệu cho chị, đây là bộ đồ chơi người máy siêu xịn của em mới nhập khẩu từ bên Mỹ về. Đẹp không? Nguyên bộ siêu tập vậy luôn hả? Ừ đó. Cái này mắc tiền. 1, 2, 3, 4. Không, cái này rẻ lắm, có 10 kim cương à. Chị Panda, chị thử một bộ đi chị Panda. Nè, chị thử đi. Ê, thử cái bộ xe lại cũng hết đi hen. Nè nè chị Panda, coi nè, nếu mà thử cái bộ đồ này vô nghe, bận lên là nó sẽ thành máy bay vậy nè. Đó, máy bay chị, máy bay. Nè, 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 nè. Chẳng những bay được ha, mà còn bắn được nữa đó. Nè khoan, tôi giảm tốc độ rồi đó, chiếc này nó bay nhanh lắm á. Ừ nè, tôi mà bay hết ga là nó vậy nè. Nè coi nè. Ông đáp xuống bắn nè chị Panda ơi, coi em bắn nè. Bắn rồi nè. Ôi. 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 Chị Panda coi nè, nó bắn nguyên góc tay của chị Panda luôn nè. Đúng rồi đó, mèo. Ôi. Đó, thấy xịn không? Quá xịn luôn. Quá xịn luôn không? Cái này mà mình chiến đấu với nhau chắc nó vui lắm ha. Ừ cái này dĩ nhiên là vui rồi, tôi có súng nữa nè. Tao làm đi chiến tranh thế giới. Nè, có súng nè, súng bắn được cái con đó luôn á. Sao hồi nãy tao không có súng ta? Ok ok, để tôi bắn, tôi giết con ngựa cho mày coi ha. Súng xịn không? Quá xịn. Nè nè nè. Chị Panda lại coi nè, chị Panda lấy một bộ thử đi. Bộ đỏ này làm được gì vậy? Bộ này chị xếp xuống chị lấy, chị khum xuống ha, chị khum xuống. Chị thấy cái này đúng rồi hả? Xong chị nhắn chị xem. Trời ơi, thấy đó. Chị chạy đi. Trời ơi, ngầu dữ hả? Đứng chơi xe điều khiển, hẹn mẹ xe điều khiển. Rồi, chạy nặng đi, chị hắn lại điều khiển cho. Chị nhanh không, chị nhanh không, này này, có bộ khác đi, nhiều bộ lắm. Có bộ này có chiếc xe tăng nè. Thôi chị ra khỏi chiếc xe đi. Rồi, 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 để chị tông ra. Ê, sao chị tông ra không được? Chị nhấn xe. Ôi. Lại đây. Treo lại. Nhấn xếp xuống treo lại. Không xuống treo lại. Chú đích ra treo lại. Ê, chị đổi luôn xe tăng rồi. Trời ơi. Trời ơi, chị nhấn xe đi. Chị thấy chị là xe tăng á. Đó. Ê, bắn được không? Được. Nhấn, chị phải bắn. Nè, chị nhấn nè, nó có bắn đâu. Không đó hả? Đừng có canh vô nha. Rồi, bắn rồi, nhấn lại. Ôi, chạy. Rồi. Chạy đó, bộ màu đỏ là có cái súng đó. Trời ơi. Bắn thử cái. Ôi. Ủa bắn cao qua tới nước nhà luôn. Ôi. Nè chị bắn em thử ơi, chị Panda bắn em nè. Ôi. Rồi. Ôi làm một lỗ luôn. Chị coi kìa. Không
đừng lo, đừng lo, xe chạy dưới này vẫn được. Đó là chị Panda biểu diễn xiếc nè. Chạy vòng 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 luôn nè. Thôi xong rồi. Chạy vòng vòng. Motorbike, bay lên luôn. Trời ơi, ghê chưa? Bay. Ôi, bay 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 bay. Thấy ghê không? Ghê không? Biểu diễn motorbike này nọ. Chị Panda, chị bay, chị bắt chiếc xe mốt cho mốt chạy khỏi với chị Tiên chị không? Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Nè. Nè hết. Chị Panda. Nè luôn. Chị lên nè. Chị bộ mua đồ đi, em bay em bắn cho chị Panda chị coi. Đúng rồi. Chị đi. Nè mèo mèo quýnh lộn với tôi không? Mèo giống quýnh lộn với tôi không? Cởi ra lại chỗ này, lại cái chỗ này chị Panda cởi ra. Rồi ok, rồi đi kiếm tông lại. Mèo, đây mèo. Đây, tôi đang chặt lộn nè. Hơi. Để. Nhìn tôi giống trẻ trâu quá, ta có hàng cái tướng chút ghét vậy. Rồi. Chu đích ra gắn vô, chu đích ra bỏ vô. Á, chu đích rồi nè. Bỏ cái súng ra, bỏ cầm cái súng. Chị đã bỏ cái súng ra, chị không được cầm cái súng. Cầm cái súng, chu đích bắt lẹ lẹ. Trời ơi, chị cụ bắp quá vậy nè, coi nè. Em có chiếc xe tải nè chị bên đây. Ba đi chị cởi chảo đâu. Á, không được, khoan đi chị. Nè nè nè, lại cái chỗ trống nè. Chị chu đích ra chị cởi ra nè. Nè. Chị để cầm vũ khí. Chị đang cầm vũ khí, chị lấy tay không á. Khỏi cho đít luôn, lấy tay không. Nè nè, lấy cho chị. Cái bò ra. Để chị tự dọc ra vậy đi, trời ơi. Trời ơi. Đó. Trời ơi, trời, vậy là mỗi người đổi máy luôn rồi. Để chung chung hoài rồi. Cái đầu của ta đâu? Cái đầu của ta đâu mà nói? Cái đầu hả? Cái đầu của ta tiêu rồi. Rồi luôn. Rồi cái đầu dài không ta, kìa ông gửi đâu dài đó. Rồi cái đầu của ta mất tiêu cái đầu đây. Còn cái số cái đầu à. Có cái súng. Rồi Panda bà hốt mất tiêu cái đầu rồi. Kìa cái đầu kìa. Rồi có cái đầu lên rồi. Cái đầu đâu rồi? Panda này pháp á. Đây. Rồi nè đó, rồi bận vô rồi nè. Đó. Rồi, mèo bận vô chưa? Rồi. Rồi, tôi bận bộ này nè, tôi quấn lộn mèo. Hả? Hai máy bay quấn lộn nè. Rồi nè. Ôi, chiến đấu. Ê. Ê, vô đây mèo. Đây vô đây. Ăn sao ta? Đưa em cái súng chị Panda, đưa em cái súng. Súng mà chơi chị đưa rồi mà. Hốt lấy á. Chứ kêu đánh nhau mà không bắn súng là sao đánh nhau hết. Của tôi, của bot của tôi đẹp hơn nè, mọi người comment coi. Coi mọi người comment coi bot của ai đẹp hơn nè. Con của mèo hay là của Brett có đẹp hơn nè. Tôi xuống comment nữa coi. Hết. Tôi cây súng. Lại lên tôi với ông làm chiến tranh thế giới nè, làm Star Wars nè. Ê chị không. Nè. Súng của mèo này nữa. À. Rồi. Vô em. Vô đây game 1-0 nha. Rồi. Không rồi. Không. Game 1-0 nha. Rồi xong. Rồi xong chưa? Rồi. Biến hình. Rồi tôi biến hình rồi nè. Đây. Rồi vô đây. Quýt. Bắn mèo. Bắn sao? Bắn có được đâu. Chục phải. Mèo. Thấy rồi. Hết rồi, hốt đâu. Rồi. Mèo. Xuống đây quýt lộn nè. Hình như tôi bắt không được thì phải. Xuống đây quýt lộn. Quýt tay không đi. Ây da. Cái súng này. Chết. Cố lên mèo. Kiếm nó chặt mèo. Ôi mèo dám chống tôi rồi, tôi lấy súng tôi bắn mèo nè. Ôi, chạy bắn đá đâu hả? Chạy nè. Súng không có đạn, không nhau quá đi à. Bay dù. Nhanh không? Anh đưa súng không đưa đạn, tôi sao tôi bắn không trang giang hả? Đưa súng không đưa đạn. Rồi cái bay bắn làm như đúng rồi luôn, y như là làm như là mình chơi cái bắn đó kìa, trời ơi, nó hay kiểu chưa, đó đưa đạn ra, đưa đạn lên bắn. Ủa có vô đây gì thôi hả? Thì chi nhiêu ít như vậy, đưa đạn ra đó, đưa súng hả? Không biết luôn, đưa gì đấy. Cái súng chà bá lửa kìa, cho chị cái cây đó. Này là gì vậy? Cái súng này làm gì ta? Có bắn được đâu. Ôi tôi cầm cái nguyên cây pháo luôn nè mày ơi. Tôi cầm cái cây pháo này mà có bắn được đâu. Này chị thấy hút bắn được á. Trời ơi cái cây của tôi bắn không được luôn, đưa lộn đạn cái gì rồi. Ồ vậy hả? Xin tôi bắn mèo được nè. Nè, đưa đạn nè mẹ ơi. Làm coi em có đưa tôi lộn đạn không? Trời, cái súng tôi như cái súng lục vậy trời, cầm nè. Ê, cầm. Rồi, được. Bắn đi. Rồi, bắn đi mèo. Giờ không biết cây nào bắn được, cây nào bắn không được luôn á. Rồi. Ok, rồi xong. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi, dứt. Rồi, dứt nha, không đạn đâu. Cây nãy giờ quên luôn. Thôi, giờ em đang cầm cây bự nè, chị cần chi cầm cái đó. Trận chiến này là không có chị Panda được leo lên đây bắn như Star Wars luôn nè. Đây này hết. Lên đất nha, lên đất nha. Mình bay lên bắn đi như là chiến tranh vũ trụ luôn mới hay. ra đầu rồng. Ra đầu rồng nè. Ra đầu rồng đúng không? Rồi. Như đúng hẹn tôi đã ra rồi nè. Mày cứ bắt mày không ra. Ta đến đây. Ta đến rồi nè. Người đâu? Chị Panda đâu rồi? Chị Panda thấy chưa? Thấy rồi. Dạ bắn rồi. Ôi, mẹ của tôi cái lỗ mà bay luôn được hả? Ai da. Dạ. Cái này bắn sao ta? Bắn hư đầu rồng rồi. Ơi. Ui, tôi đầu rồng rồi. Trễ đó, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu đi. Từ từ. Tôi lấy đạn cái. Tôi hình như đạn của tôi bị cùi bắp rồi. Vậy hả? Ừ, để tôi lấy đạn của tôi cái. Ôi chết, tôi được, lên. Ngâm nước được luôn hả? Cái con này ngâm nước được hả? Được, sao không? Ngâm nước thì nó hư á. À, đạn của tôi kìa. Làm gì vậy? U. Bay lên. U, chị Panda thấy không? Ơi, hút chắc cái súng chà bá. U. Trời ơi, cái đạn gì kìa, hút. Ai chơi rồi? Cái cương kìa. Đâu? Kim cương kìa. Ôi, kim cương dưới này nè. Ủa, cái bắn cái khói không luôn chị Panda ơi.
Ôi. Tự nhiên xài cái cây này ai đánh thì được. Chứ cây tôi xịn quá mà tôi phải xài cây của tôi chứ. Thầy có hát ủ sao quá trời kim cương. Cây cương em rồi tà le luôn. Chị Ba ơi, coi cái súng kinh xịn lắm này chị Ba ơi, coi nè. Còn đã làm gì cái khu đất này nè. Coi nè chị Ba ơi. Còn thấy chị Ba thấy em không? Thấy. Đâu rồi cái súng này. Nè chị cho coi em bắn cái đồi bên đây nè chị Ba. Cái gì khác rồi, còn bắn nữa hả? Nè tôi phải làm cho thấy rãi nữa cho biết mùi này nghe. Đâu. Đó. Ôi ông rìa xuống kìa. Coi kìa chị Ba ơi. Xịn không? Ôi. Ôi nó bắt tôi một vòng luôn á. Cháy rừng luôn á chứ không chơi đâu nha. Ê ổng làm hai bên vòng tròn hai bên luôn là dành y hệt luôn. Y hệt cái gì? Cái gì đó, y hệt cái gì đó nè, hai bên luôn. Ôi chung vô đây bị dính độc luôn á chị bên ơi. Ba. Con lóc sấy luôn hả? Ôi mấy cái con này sao mà nó ghê quá. Ồ công nhận đồ chơi của này vậy chứ nó gắt lắm mấy mèo ơi. Ừ đúng rồi đó, nhìn nè. Trời ơi. Thấy đồ chơi thôi chứ. Ủa hút. Sao này đồ chơi mà sao giống đồ thiệt quá vậy hút? Thì tôi biết nó chắc nó đồ thiệt các mèo ơi. Trời đất ơi. Ông mua đồ chơi cái gì kỳ vậy? Tôi biết người ta bán sao tôi xài vậy à. Tôi hiền lắm. Chị Banda ơi coi kìa, em làm một lỗ quá bự đây luôn nè chị Banda ơi. Thôi, đừng có phá nữa, ông làm nè, gì nữa. Ủa, ông làm cháy rồi cái lỗ. Thôi đủ rồi. Tôi thử tôi làm cái lỗ thiệt sâu luôn rồi, tôi lấy hình nào kiếm kim cương mày ơi. Đúng rồi đó, quất dạy lỗ. Lấy hình nào kim cương hả? Bay vô phong ba, bảo tác trời đất. Ôi con vậy cái bộ giáp này mạnh này mình chung vô đây mình không sao luôn nè. Nè quá trời kim cương luôn nè hút, quá trời kim cương luôn nè. Nè tôi đang coi nè. Chị Ba vô đây coi đầu cái hàm quá bự luôn chị Ba. Đây chị Ba đây nè. Chị vô đây. Ông hút một cái hàm chà bá luôn la ba gì tà le. Ê khói quá. Trời ơi chạy vô trong không có khói vô trong. Ê Ba vô đây coi nè. Mà sao nó quất cái hàm ra cái kiểu đẹp quá ha. Đúng rồi đó. Thì ra cái kiểu của này Red Hood Style á. Style Red Hood Style đâu, cái này là hên nè. Ôi. Hên nữa chứ. Nè chị Ba coi nè chị Ba. Ôi. Em đi tiểu nè chị Banda ơi. Trời ơi. Ôi. Ô. Cái đó cái nước gì vậy? Axit. Cái gì vậy? Đi tiểu là axit. À không phải đâu, là nước trong mấy con người máy nó bị chảy ra thôi. Chứ ông đời nào mà đi toilet trong được lắm đó. Thì con người máy của tôi nó tiểu ra cái đó đó. Đúng quá. Vậy là coi dần nhớ á. Axit nó có thể làm chảy cái con người máy của mình được không? Được. Được luôn hả? Nè coi nè, nó chảy xuống tới đá nền luôn á. Ghê vậy? Ừ. Chị Banda coi kìa, chị Banda nó chảy xuống tới đá nền kìa chị Banda. Ơi, quả bơm biến mọi thứ thành cái này kêu bằng sỏi nè chị Bên ơi. Coi nè, kim cương nè. Đâu. Coi kim cương bên này nè. Đừng thử với kim cương ụt la. Trời ơi, thôi, để kim cương để dằn xài. Nè, kim cương nữa nè chị Bên đây. Đừng thử với kim cương ụt la. Thành sỏi luôn. Tôi không ghê quá, ghê quá. Có người nào ở đây. Ngốc như ông vậy đó. Ủa, ông biến kim cương thành sỏi vậy, ông bị điên à. Vậy nó mới ngầu. Vậy mày cũng không biết nè. Nè. Coi nè, tôi bắn pháo nè. Đó. Ù. Chị Ba em có cây pháo này nè. Ôi mình nhớ đánh dấu cái hang này lại mới được. Kim cương quá trời luôn. Em bán banh hết kim cương trong đây luôn. Chị Ba khỏi làm kim cương luôn. Điên nè đó. À, chết. Rồi. Bye bye. Đeo lên đeo. Bye bye lên. Bye bye lên. Bán hết kim cương. Ốc rồi. Ông đang đâu rồi? Trái. Bay nhầm. Đâu rồi? Bay rồi. Ai, này đúng khó bắn luôn á. Ôi nếu mà mấy bạn nghĩ trong đây con người máy nào mạnh nhất các bạn comment nha. Giờ mình đang bắn với nghèo chị Banda nè. Chị cách thế giới. Ê chị không có bắn tôi à. Đây dám bắn tôi à, tôi cho bà văn ra. Trời ơi, biết vừa thôi. Dứt thiệt. Dám bắn tôi, dám bắn hả? Dám bắn hả? Chạy ra ngoài, chạy ra ngoài. Bắn. Ê cái này mình đào tới đá nền nó mới được không ta? Được. Ông quất luôn đi. Ủa kiếm thương quá chân luôn. Quất thử gì Banda. Ơi ổn quá hết. Ôi em đào tới đá nền luôn rồi nè chị Banda. Bắn dưới đá nền thử coi nó bảy đá nền này không? Nè, đang thử nè. Wow. Hả? Không bể. Ôi lốc sấy chị mình ơi. Lốc sấy đây nè. Okay, chị Ba lại đây nè, chị Ba. Wow. Ê nó phải mà coi. Không bể đó nè, không bể. Dù sao đổ miếng axit lên đây bể không? Ủa bể đó nè anh kìa. Axit là bể nền hả? Ừ. Ôi gắt quá. Ghê quá, thật đáng sợ. Ừ mà kim cương quá trời nghe được, cái kim cương quá trời luôn. Ủa này rồi luôn. Ờ vậy tính ra mấy người máy này có lý quá chị Banda. Mình dùng nó mình đã mình làm đủ thứ được luôn. Dùng mai đi dùng ly mai là cực kỳ luôn á. Nhưng mà nếu ấy dùng cái súng được rồi. Dùng cái súng rồi chứ đâu cần dùng người máy gì ta. Mặc cái bộ đồ. Mặc bộ đồ bay, đúng rồi bay lên. Bay em lấy thì chứ không có bay sao đi làm được cái đó. Ê cái này mình hốt mấy con zombie được không ta? Trời ơi trời. Chị nghĩ sao chị Banda? Cái này mà zombie nó gặp nó lại luôn á. Nó gặp lại kia thôi, tha cho em đi. Đừng có cầm súng mặc đồ, không có nó cắn gì được không ha. Ơi chị Banda ơi, bơm hố đen nè chị Banda. Trời ơi. Nè. Wow. Tới nữa rồi. Xong luôn. Bay vô. Đừng có chung vô kẹt luôn đó, đừng có chung. Nó hút vô nè. Nó hút vô kìa. Nó hút vô kìa.
Đốt hết mọi thứ vô luôn á. Ôi rồi xong rồi chị Panda. Chị Panda ơi, mình mau học ở chỗ này thôi. Một hồi là hút hết nguyên. Một hồi là hút hết chỗ này vô luôn á, là coi như là. Ôi hú đen nó làm nó hút hết lỗ rồi luôn rồi. Chạy ra chị Panda, chạy ra chạy ra. Chạy về nhà chị Panda mẹ ơi, nhanh lên. Một hồi nó hút hết tất cả những thứ trong map này vô cái hố đen đó luôn là chúng ta hư map. Ủa rồi nước nó hết trơn rồi, sau này là nó thành cái vùng cạn khô cạn rồi. Ủa ông phá banh chành giờ hỏi con nước đâu rồi, nghe thấy thương không? Ủa vậy là bơm nó ăn hết nước luôn rồi đó hả? Ừ cái cục. Ủa nó làm một lỗ quá bự luôn kìa. Rồi cái cục hố đen đó ông hồi nữa là hút. Chị Panda mèo mèo lại đây, mèo chị Panda lại đây giờ nè. Tôi có món quà tặng chị Panda nè. Chị Panda về nhà chị đẻ đi em. À nhà chị đấy. Nhà chị đừng đứng đỡ ngốt ơi. Ủa mấy con heo lớn rồi kìa chị bên đây. Hút chị vô à. Đây đây hút heo rồi. Trời ơi hút rồi. Coi đi nè. Hút em vô chị bên đây. Hút em. Thôi chị hút. Tay bay chị ra. Tay bay chị ra nãy chị mới bị hút vô. Để thử em làm một bóng hô đen luôn coi ra sao. Trời ơi hút tiếng rồi. Hút tiếng rồi. Rồi luôn rồi. Hư hết mấy bộ giáp luôn rồi. Ôi nhà của chị à. Không ra được mẹ ơi. Rồi xong luôn. Chị Panda coi đi. Rồi tạm biệt cái này của chị. Không, cái này mà quay ngược lại là sao mà ấy nó văng lên trời hết luôn kìa. Wow. Trời ơi, oh my god. Này giống hút phá hơn hút. Không, phá tôi chế tạo được cái cổ máy của chị Panda rồi đó. Trời, chế tạo được cổ máy gì nữa? Cổ máy gọi là nhà chị Panda trở thành cái hố sức mạnh. Ôi trời ơi. Nhà chị với chị Panda chung vô ở đi chị Panda. Kỳ sao vậy, nhà chị đâu rồi? Ai biết. Thôi, cháy cháy nhà mèo kìa. Rồi luôn tới nhà mình rồi. Đó. Cháy nhà rồi kìa. Thôi chắc chết rồi quá. Tất cả là lỗi không? Ông đừng có về cái nhà này nữa. Thôi tôi biết ông lỗi đi. Rồi. Mọi người ơi. Ai? Cái hút đã phá banh nhà chị Panda rồi kìa. Và clip của chị Panda đến đây là đã kết thúc rồi nha. Và nếu mọi người thích clip này hãy để lại chị Panda một like nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.